Cyberlot đang có một đội hình cánh cung khá hay và vừa rồi rip một pha bị Esports phải phá xỉu ngay lập tức là một thủ khoa pump kill đến từ Subang. Rip một đội các thành viên team Nookboy chỉ còn lại 3 player mà thôi và giờ thì Subang đang đẩy lên khu vực trên cao, tầm nhìn là quá tốt. Subang bắn lơi rồi, Subang vẫn có thể hạ gục được Demsu và bây giờ Subang chỉ còn lại 1 HP. Tình huống đang là phong vết này vẫn còn Fergus ở vị trí này, phá xỉu đẩy lên. Vâng, bây giờ thì phá xỉu đã phát hiện được vị trí của Fergus rồi, quá khó trong một diễn biến khác thì Đức Bi bị bắn chết bởi các thành viên bên phía game home, chỉ lại một mình Fergus và giờ thì tỷ số vâng đó là một điều cơ liệu hoàn toàn đội hình của Nookboy đến từ Cyberdust. Một round đấu mà Paradise đang có quá nhiều thuận lợi. Bây giờ thì Divine đang đẩy lên một pha di chuyển tốt đến từ Levit và cả Dicky nữa, bắn ra Levit đốc vào được chi tầm. Upload chỉ có lại hai player mà thôi, sẽ là một tướng đẩy vào, trong cái đó Nicky hạ gục được mèo ú của SKD. Những pha có mạng liên tục dành cho Divine và như vậy là chỉ mất có 5 giây thôi, Divine đã cơ liệu hoàn toàn đội hình của Upload Esports và mang cái con số kill mình lên là con số 9. Béo Đô Ra đã di chuyển ở bên ra bên trái nhưng làm được gì trong tiếu này đây, bắt đầu trả smoke ra đến từ vị trí của Béo Đô Ra. Paradise dập ra đằng sau rồi và bây giờ Béo Đô Ra vâng đấu skill xảy ra nhưng Béo Đô Ra là người bắn tốt hơn. Béo Đô Ra có cho mình một tiếu double đốc cao, cái gì thế này? Vâng, bên phía team Paradise họ không nên để tuột mất cái top 2 này. Tiếp tục thì Levit sẽ là người kết thúc đi được mạng của Béo Đô Ra và giờ thì Paradise chỉ còn lại hai người thôi, đó chính là Nam Si cũng như là NSN1996 vẫn cố gắng giữ trong căn nhà đấy. Vòng xanh bắt đầu ép vào rồi, trả smoke ra đến từ vị trí của Nam Si nhưng quá nhiều lợi thế dành cho các thành viên bên phía Divine trong tiếu này. NSN1996 di chuyển ra rồi vẫn đang bỏ trường đến cho các thành viên bên phía team Paradise Esports, có một người ở trên tầng 2 nhưng bây giờ thì Divine quá nhiều lợi thế, có vẻ như không còn nhiều cơ hội dành cho thành viên bên phía của team Paradise. Và giờ thì NSN1996 đang có những cố gắng trong vô vọng. Đây là một tiếng mà Divine nên cố gắng kiếm thêm điểm kill, họ đang rất cố gắng, họ không muốn cho đối phương bị đốt chết bởi bò. Và giờ là một tiếng bắn tốt đến từ Nicky rồi, trở lại một mình NSN1996 thì cũng một phát bốn không còn cửa dành cho NSN nữa. Cố đổi được mạng hay không, như vậy là top 1 dành cho Divine Esports, 13 kill và chắc chắn sẽ có một sự bứt phá mạnh mẽ trên bảng C3 đến từ Divine Esports sau round đấu này.